Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Hugo Quỳnh. Thì trước đây Hugo đã làm cái video cho các bạn về test cái đội hình săn cái con quái bắc cực rồi, level 2, level 3 gì rồi. Thì bây giờ Hugo sẽ săn cái con quái bắc cực level 5 luôn nha các bạn. Để xem coi giữa cái level 5 của con quái bắc cực này so với một cái con tướng mà đội hình săn cũng khá giống đó là con khổng lồ, thì con quái bắc cực với con khổng lồ con nào nó sẽ trâu hơn các bạn. Ở cái level 2, level 3 thì mình nhận thấy là con quái bắc cực này nó yếu hơn con khổng lồ ha. Còn ở đây thì mình chưa biết cái con level 5 nó như thế nào nhé. Thì đầu tiên Huga sẽ kích cái con bét săn. Đây. Mày hả? 2.39%. Một cái đêm mà khi mà dồn 15 lần săn liên tiếp mà đi vô 2.3 mấy thì nó cũng phải nói là khá là thấp ha. 2.58 luôn. Theo mình thấy là với cái lượng đam như vậy là con quái bắc cực nó có cái cảm giác là nó hơi trâu hơn con khổng lồ các bạn. Con quái bắc cực 5 mình cảm giác nó hơi trâu hơn con khổng lồ. 2.39 2.38 3.39 đúng rồi nè, không chết tướng là nó đã hơn 3 rồi. 2.84. Rồi bây giờ Huga đã full dam rồi các bạn. Sau khi mà mình săn mình đã full dam á thì con quái bắc cực này nó chỉ dao động khoảng gần 4% với cái bộ đồ của Huga hiện tại các bạn, nó chỉ gần 4% thôi. Có nghĩa là nó yếu hơn cái con khổng lồ. Ủa? Cái đem của mình nó gây ra cho nó yếu hơn khổng lồ. Cái này chứng tỏ một phần là cái máu của nó trâu hơn con khổng lồ rất nhiều nha các bạn. Mình sẽ ít luôn hẳn 6 đem. 23% thôi ha. Mình ít 6 thêm lần nữa nè. 18%. Đây. Nói chung lại cái con quái bắc cực này là một trong những cái con quái năm nó bị khó đánh các bạn. Nếu mà xét về cái tỷ lệ phần trăm đem và cái độ trâu của nó thì mình thấy nó ngang ngửa với lại cái con thủy triều. Về cái đội hình đánh đó thì nó giống với con khổng lồ. Nhưng mà về cái đem thì mình thấy là nó giống với lại cái con thủy triều, nó đem rất là trâu nha các bạn. Ôi 21%. Chui 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 chui. Nguy cơ bị mất con quái cao lắm nha anh em. Rồi. Đấy là một cái con quái bắc cực mà Huga vừa chém. Để Huga coi coi. Đây nè các bạn, một đêm ha, hai đêm, ba đêm, bốn đêm, 5 đêm, 6 đêm, 7, 8, 9, 11. 11 với lại 6 là 17. 17 với 6 là 23. 23 với 1 đêm là 23, với cái này 1 đêm là 24. 24 với 6 là 30 đêm các bạn. Mình đã cắn con bét, cái bét báo nè. Mình đã cắn cái tăng cường 25% nhưng mà mình vẫn phải tốn 30 đêm để mình diệt được nó. Đó là một cái mà phải nói là con bắc cực này nó khá là trâu các bạn. Ôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye.